Vâng, xin chào tất cả các anh em đang xem video của mình. Video lần này thì mình sẽ tập trung vào cái vấn đề là cái bơm hơi này, cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Thì những cái vật tư của cái những cái phụ tùng để thay thế của cái dòng bơm hơi này thì bên mình có bán. Thì các anh em mình cần thì hãy liên hệ với bên mình 0389898100. Mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em mình cần ha. Rồi các anh em mình xem video mà thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh của mình ha. Thì cái kênh này mình xây dựng để nhằm mục đích là phục vụ cho tất cả các bạn là sinh viên, tất cả các anh em thợ mà đang muốn học nghề ha, và kể cả các anh em lái xe đấy. Về cấu tạo thì các anh em mình cũng biết là nó sẽ có một bộ phận dẫn động ha. Đấy, bộ phận dẫn động là nó ăn khớp bằng bánh răng, hoặc là có thể là nó ăn khớp bằng dây cura. Đấy, nó vận động bởi cái động cơ của chúng ta ha. Đấy, thì về cấu tạo nó như vậy. Và cái bơm hơi nào cũng có bơm nhất để bôi trơn. Thì đối với cái bơm hơi này thì nó sẽ có một cái lỗ nhất bên hông này. Đấy, cái lỗ nhất này để nó bôi trơn vào trục hiểu của bơm hơi ha. Đấy, còn bơm hơi này cũng vậy, nó cũng có lỗ nhất để bôi trơn. Thì các anh em mình hãy lưu ý rằng là cái lỗ nhất này phải đảm bảo áp suất cho nó, chứ không là nó sẽ bị cháy cái bọt ha. Thì cái dòng bơm hơi này thì có tùy loại, tùy cái dòng xe của chúng ta mà nó có nhà sản xuất người ta sẽ bố trí cái loại 2 bít tông hay là cái loại 1 bít tông ha. Thì loại 2 bít tông thì đường kính, ví dụ như cái đường kính của này là 86 này, 86 đường kính của nó là 86. Còn cái đường kính của này là 105 này, đường kính của bít tông á là 105 ha. Đấy, thì tùy theo cái dòng bơm hơi mà tùy theo nhà sản xuất mà người ta sẽ tính được cái lưu lượng của cái xe nó cần hơi bao nhiêu để người ta đáp ứng cái bơm hơi trên cái xe đó ha. Về cấu tạo thì chúng ta cũng thấy rằng là được dẫn động bởi bánh răng hoặc là dây cura ha. Bên này là cái lốc của cái bơm hơi, còn phía sau của bơm hơi thì tùy thuộc vào cái hãng xe mà có hãng bơm hơi thì người ta sẽ có thể là ngoài phía sau này nó sẽ là nút bít luôn, còn có thể là nó sẽ trích cái bộ công suất ra bên này để nó, ví dụ như cái bơm hơi này nó sẽ trích công suất ra bơm tay lái ha. Cái bơm hơi này của hãng Cummins này. Đấy, hãng Cummins ha. Đấy, cái này mình cần thì alo mình. Đấy, cái này mình thấy không? Rồi, thì đó là phần thân máy, còn phải phần nắp máy ha. Nắp máy thì nó từ đoạn này nó trở lên. Thì trên nắp máy thì nó sẽ bố trí tất cả các loại đường ống. Ví dụ đường ống vào có nghĩa là đường ống khí để vào nhé. Nó lấy từ nguồn khí từ bộ e. Chúng ta sẽ đi vào bên trong cái lỗ này ha. Đấy, còn sau khi mà đã nén được cái lượng khí đó ra rồi thì nó sẽ ra cái đường lỗ bên hông này ha. Đó, bơm hơi nào cũng vậy. Và trên cái nắp bơm hơi, đối với những cái xe mà có công suất lớn thì nó sẽ còn bố trí cái ống nước vào làm mát nữa, ống nước này. Đấy, ống nước vào ha. Và bên này nó sẽ bố trí một đường ống nước ra. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở ra để cho các anh em mình biết được là nó như thế nào ha. Đây là cái phần nắp vilat này. Đấy, nắp vilat của bơm hơi thì nó là cấu tạo bởi nắp nhôm và nó sẽ liên kết với những cái mặt ghép khác bởi những cái gioăng ha. Thì cái nắp này nó sẽ chia làm hai buồng. Thứ nhất là cái buồng hút và buồng nén. Đây là buồng hút bên này ha. Không khí mà từ bộ e nó sẽ vào trong cái buồng này và sau khi đã nén rồi thì nó sẽ đi ra qua bên cái buồng bên này ha. Đấy. Rồi. Còn đây là mình để qua bên này cho anh em mình xem ha. Đấy, rồi. Còn bên này là cái mạc trung gian. Thì cái mạc này nó sẽ nước nó sẽ đi vào bên trong này ha. Người ta sẽ thiết kế những cái lỗ nước. Đây, ví dụ như những lỗ nước này để vào làm mát cái mạc bơm hơi của chúng ta. Tại vì sau khi mà áp suất hơi khí được nén lên thì nó sẽ tạo ra nhiệt, cho nên là nó sẽ được yêu cầu là phải có nước để chúng ta làm giải nhiệt cho bơm hơi chúng ta. Còn đây là nó sẽ có lớp B. Cái này đây nó sẽ trên này nó sẽ bố trí hai cái lớp B. Đấy, bây giờ hai bít tông thì nó sẽ có hai lớp B hút và hai lớp B đẩy ha. Đây, ví dụ như cái lớp B này là sẽ là lớp B hút, đây là lớp B hút nha. Đây là lớp B hút, còn trên này sẽ là lớp B đẩy. Đó, để xíu mình nói nguyên lý hoạt động cho các anh em mình biết là sẽ hoạt động như thế nào. Còn bên trong này các anh em mình để ý nè. Đây, đây là bên trong phần bít tông. Khi mà động cơ chúng ta hoạt động thì nó sẽ lai theo, hoặc là nó lai pulley hoạt động thì nó sẽ lai theo. Thì làm bánh răng trục phiểu của bơm hơi quay qua cái cơ cấu thanh truyền thì nó sẽ dẫn động bít tông đi lên đi xuống.
theo giống như cái động cơ chúng ta nó hoạt động đấy. Nhưng mà động cơ 4 kỳ hoặc là 2 kỳ thì nó sẽ có kỳ nó khác nhau. Nhưng mà đối với cái bơm hơi này thì nó chỉ có kỳ nén và kỳ hút thôi ha. Nó hút không khí vào bên trong và nó nén không khí, đưa không khí ra bên ngoài, và nó sẽ cung cấp cái lượng không khí đó để đi những cái bầu hơi để hệ thống phanh chúng ta nó làm việc ha. Về bên trong cấu tạo nữa thì trục khuỷu chúng ta hãy để ý bên trong nó cũng có cái lỗ ha, có lỗ để bơm nhớt. Để bơm nhớt nhớt nó sẽ được bơm trơn vào cái thanh truyền này. Đấy. Thì đây là cái thanh truyền. Đây là thanh truyền. Nó sẽ liên kết với piston đây qua ắc piston ha. Đây là ắc piston ha. Đây là ắc piston, còn đây là piston ha. Và nó sẽ liên kết như thế này ha. Đấy, nó xỏ qua. Được chưa? Xỏ qua nó tạo thành một cái khối. Và khi bây giờ trục khuỷu quay thì nó sẽ tình tiến đi lên đi xuống. Thì trên cái piston, trên piston thì nó sẽ có ba cái sắc mang. Thứ nhất là hai cái sắc mang khí. Đây. Hai sắc mang khí nó sẽ nằm ở phía trên này, và một cái sắc mang dầu gọt nhớt á thì nó sẽ nằm đây. Nhiệm vụ của nó là sẽ bơm trơn và gọt nhớt xuống ha. Đấy. Thì trên cái rãnh của piston thì nó sẽ có những cái lỗ như thế này, để khi mà nhớt chúng ta đã được gọt thì nó thoát vô. Nó thoát vô là sẽ bơm trơn trong cái ắc piston của chúng ta. Tại vì cái vùng ắc piston này nó không phải là có vòi phun, cho nên là nó sẽ nhờ vào cái nhớt nó bơm trơn cái lọng xi lanh mà nó sẽ được bơm trơn cái ắc piston ha. Đó. Đó là về cấu tạo cơ bản của một cái bơm hơi nó sẽ là như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ nói cái phần nguyên lý hoạt động cho tất cả các anh em mình biết ha. Đấy. Cấu tạo thì các anh em đã nắm được rồi về phần nguyên lý hoạt động. Thì khi mà động cơ chúng ta quay như thế này. Đấy. Thì nó sẽ piston sẽ có xu hướng là đi lên đi xuống ha, đi lên đi xuống. Đấy. Khi mà piston quay xuống dưới như thế này thì bên trong lòng piston là cái áp suất thấp, được chưa? Áp suất thấp thì lúc này sẽ có xu hướng hút cái lưỡi gà này lại. Đây, có xu hướng sẽ hút cái lưỡi gà này bên phía dưới này. Đây. Lưỡi gà này. Khi piston xuống thấp thì có xu hướng là piston nó sẽ hút cái lưỡi gà này mở ra ha. Mở ra thì không khí từ bên trên cái buồng này nó sẽ đi qua những cái lỗ này và nó sẽ đi vào piston. Khi piston đi lên trên, đấy, khi piston bắt đầu quay lên trên, đấy, thì lớp B trên phía này thông qua hai cái lỗ này ha, thông qua hai cái lỗ này này, nó sẽ đẩy cái lớp B bên phía trên ra. Đấy, lớp B bên phía trên này nè, đẩy lên ha. Đẩy lên thì nó nén cái lượng không khí lên phía trên này, và nó nhờ cái lớp B này ha, lớp B này nằm bên trong này, nó sẽ giữ lại cái lượng không khí đó. Và khi mà piston chúng ta làm việc thì nó sẽ tạo ra cái lượng áp suất đó như vậy, thì nó sẽ đẩy được không khí đi ra tới cái van điều tiết của chúng ta ha. Và từ ngay chỗ có van điều tiết nó cũng sẽ có một cái lớp B một chiều, và nó sẽ giữ hơi lại, không cho hơi chúng ta đi vào trong bơm hơi nữa. Đó. Thì nếu mà cái van điều tiết của chúng ta mà nó bị hỏng á thì nó sẽ có hiện tượng là hơi chúng ta từ bình chứa hơi nó sẽ đi qua van điều tiết và nó sẽ đi vào cái bơm hơi này. Đấy, vào bơm hơi này. Giả sử như cái bơm hơi chúng ta mà cái lớp B này nó không làm kín được. Cái lớp B này nó nằm ở đây mà nó không làm kín được thì bao nhiêu hơi nó sẽ vào bên trong cái lỗ này hết và nó đi xuống cái đường piston này ha. Nó vào trong vòng piston đó. Cho nên xe chúng ta đậu một thời gian là nó sẽ bị hết hơi, nó bị hao hơi. Thì các anh em hãy kiểm tra cái nguyên nhân đó, là có thể là cái van điều tiết chúng ta bị hư cái van một chiều ha. Đấy. Hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn là sinh viên, tất cả các anh em mình thợ ha. Rồi, các anh em mình xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình. Các anh em mình cần phụ tùng vật tư, ví dụ như ắc piston, thanh truyền, sắc mang, đấy, piston, đấy, răng để đậy tu bơm hơi, thì hãy liên hệ với bên mình 038 9898 100, thì mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.